Chào các bạn. Các bạn đọc được cái tiêu đề của video chắc là cũng biết được, tưởng tượng đang mường tượng là Cloud AI nó cho tạo tài khoản ở Việt Nam, tức là dùng được số Việt Nam và dùng IP Việt Nam, tức là tự tạo được tài khoản. Thế một số video mình có thấy cái này, khi mà các bạn ghi Cloud AI thì cái video này nó hiện lên đầu tiên. Mình rất là ngạc nhiên bởi vì mình đang là người kinh doanh cái tạo tài khoản này. Thì mình thấy như thế thì chắc là thôi mình hỏng quá, mình người ta đá trên cơm của mình, nhưng mà không. Đây mình sẽ làm cái video này để mình show cho bạn thấy là thực sự là Cloud AI đã thể đăng ký tại Việt Nam hay chưa. Đấy, thì lướt theo video mình có thể qua là mã xác thực không thấy luôn, nó toàn báo lỗi hay là không nhận được code của số điện thoại đấy. Thì các bạn đọc được những cái video như này, nhất có thể là câu view, câu like, hay là có thể là người ta không biết hay là gì đấy, một cái mục đích gì đấy thì mình không biết. Thế nhưng mà đây là cái tài khoản Cloud AI của mình. Ví dụ các bạn, thì tài khoản này mình đã tạo từ năm ngoái này, đây là two months ago, là 2 tháng trước này, từ năm ngoái này, tức là cái tài khoản của mình sống rất lâu, bạn thấy dùng từ năm ngoái rất là ok đó. Bây giờ mình thử, mình sẽ demo các bạn xem là đã tạo được chưa nhé. Đây nhá, một cái tài khoản Hotmail mình mới thử tạo, vừa thử tạo thôi. Đây là cái thông báo về mới tạo tài khoản này. Ok, mình sẽ vào Cloud AI các bạn nhé. Page này là chúng ta sẽ thử nhé, xem có tạo được ở Việt Nam chưa nhé, IP Việt Nam nhé, mình không bật nhé, mình không bật VPN nhé. Đây Hotmail, paste một cái log code đây nhé, code nó mới gửi nhé, mới tạo lúc tài khoản tạo lúc 9 giờ 9 nhé, thì nó code mới gửi nhé. Đây là chắc nó tính giờ Mỹ rồi. Đây, mình thử đăng nhập vào xem là có tự đăng nhập, đã tự đăng ký được không nhá. Ok, đây nó cho các bạn nhập số nhá, các bạn kéo này, các bạn chọn Việt Nam đi. Ok, mình sẽ nhập luôn cái số điện thoại của mình vào, số của mình ở dưới website của mình. Đây số của mình đây, copy 0886 733714 đây nhá. Mình sẽ mở điện thoại mình lên luôn, đây, điện thoại mình để đây nhá, mình mở nhá, xem nó có code gì không nhá. Mình bấm send verification này, error sending code này, không có luôn này các bạn thấy nhá, không không có gửi một cái tin nhắn gì về. Các bạn có bấm thử lại, không bao giờ có. Như những cái người comment thế này, các bạn có thể thấy là không có mã xác thực gửi về, chờ bao lâu cũng không có. Đấy, tóm lại là ngoài việc các bạn thử tạo mất thời gian, các bạn nghe mấy cái video như này các bạn mất thời gian tạo, thì một cái hệ lụy nữa, đây mình sẽ vào lại Cloud nhá, bằng chính cái email mà mình mới tạo đó nhá, email này nhá. Đây, mình thử lại nhé, nó vẫn cho nhập code, xem là có phải bị lỗi mạng hay nghẽn gì không nhá. Mình thử vào nhá, là bị khóa luôn, tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa sau khi mà cái trang web này nó review là nó nhận thấy những cái hoạt động automatic là tự động, những hoạt hành động, những cái tự động, những cái activity, những cái hoạt động gần đây của bạn, các bạn, như là nó phát hiện ra bạn là bot, bạn đang thử những cái số không có thật, mặc dù đấy là số điện thoại của mình ghi trên website nhé, mình thử số chính của mình nhé, chứ không phải là số mình thuê trên mạng, số sim ảo nhé. Đấy thì các bạn đầu tiên rút ra qua cái phiên thử là gì, các bạn có thể dùng email của các bạn vào Cloud AI thử với cái số điện thoại của bạn, nhưng mà nên nhớ là một khi thử không được thì cái email các bạn sẽ bị khóa và vĩnh viễn không bao giờ tạo Cloud bằng cái email đấy được. Và các bạn một lưu ý nữa là các bạn nghĩ Gmail nó là miễn phí, thế nhưng mà để tạo Google thì một số điện thoại chỉ tạo được mắc là 10 email thôi, 10 Gmail thôi. Thế nên là các bạn lưu ý cho mình, cho mình đó. Thì bên mình đây vantuanle.com là mình đã hỗ trợ rất là nhiều khách hàng tạo từ hồi ChatGPT năm ngoái cho đến Cloud AI năm nay đó, có những mức bảo hành đây. Và các bạn có thể đây xem đây, thống kê của trang mình 46 triệu là đi là 1.401 tài khoản là bán riêng trên web, còn bán ở Zalo hay là Facebook thì nó chưa liệt kê vào đây, nó sẽ tầm khoảng gấp đôi như này, thì mình bán được tầm gần 3.000 tài khoản. Đây tài khoản ChatGPT đây, Cloud AI đây, đây nhá các bạn nhìn nhá, số lượng item này ChatGPT 600 tài khoản này, cái này 500 tài khoản, thì các bạn thể thấy được độ uy tín của bên mình. Bây giờ ví dụ mình ghi là mua tài khoản Cloud AI đi, thì mặc định web của mình nó sẽ là trên cùng, tức là SEO của mình là top 1, thì mọi người sẽ đây tạo hơn 3.000 tài khoản, thì các bạn biết là độ uy tín của bên mình rồi. Ngoài ra thì bên mình nó sẽ có cái chế độ bảo hành với Cloud AI, không cần dùng VPN nhé, không bị khóa.
Bảo hành là trong trường hợp các bạn dùng, các bạn đăng nhập lúc trên hai thiết bị, nó sẽ có thể là như như nó sẽ báo đây này, nó sẽ phát hiện cái hoạt động tự động ấy, là hoạt động bất thường, nó sẽ tưởng bạn là bot, nó sẽ khóa tài khoản của bạn, thì bên mình sẽ bảo hành trong những cái gói bảo hành như này. Còn ngoài ra với những bạn đã chót nhé, chót tiền những cái video kiểu như này hoặc là những cái bài báo mà nó giới thiệu là Cloud đã tạo được ở Việt Nam ấy, mà bị khóa hết email ấy, thì bên mình cũng có cái gói là gói 60.000, là mình sẽ tạo cho bạn một cái email Outlook, email đấy sẽ tạo kèm Cloud Cloud thì bảo hành muốn 14 ngày. Thì ngoài ra các bạn thì tham khảo ở vantolin.com. Thì video này tóm lại là mình muốn nhắc nhở các bạn là những cái này, những cái tin như này thì khi mà chưa được đông đảo mọi người lên bài ấy, thì nó để là câu view hay nó để giật tít, hay là có thể là anh không biết, có thể là như vậy, anh không biết nên là anh đăng như thế, thì có thể anh với anh làm được nhưng mà mọi người không làm được, thì có thể mọi người sẽ mất cái Gmail của mọi người để không bao giờ đăng nhập được Cloud nữa. Mọi người lúc đấy thì sẽ nó mất đi cái tính chính chủ của mình. Mua bên mình thì tài khoản này thì nó cũng là chính chủ thôi. Tài khoản này mình sẽ gửi cho bạn cái Outlook luôn, và các bạn sẽ đăng nhập và các bạn thêm số điện thoại của bạn hoặc là Outlook của các bạn luôn. Đấy, nhưng mà dùng bằng cái email chính, email công việc của mình vẫn tốt hơn đúng không? Thì nó vẫn tiện hơn. Đấy, thì mình nhắc nhở nếu mà bạn nào có nhu cầu thì hãy vào vantone.com, mình sẽ hỗ trợ tạo tài khoản Cloud AI. Đó. Và bên mình là khác với các bên khác. Ở những cái bên mà các bạn có thể thấy bên mạng những cái bên mà bán tầm 20.000 hay 40.000 thì mình xin khẳng định các bạn là bán với cái giá đấy, một là hòa, hai là lỗ. Tức là họ sẽ dùng cái số ảo họ thuê ở những cái trang web nước ngoài ấy, nó chỉ tầm 0,1 đến 0,2 đô một số, thì nó rơi vào tầm 2, 3, 4 nghìn, thậm chí cùng lắm đến 5 nghìn một số, tức là số ảo. Nhưng mà số ảo thì 100%, mình xin cảm ơn các bạn, 100% từ 1 đến 2 ngày nó sẽ bị khóa. Thế nên là nếu mà các bạn muốn một cái tài khoản chất lượng không bị khóa như mình, các bạn mình vừa thấy cái tài khoản mình demo rồi đấy, tài khoản của mình là dùng từ năm ngoái đến nay không bị khóa. Đó, không bị khóa. Đây này, cái video này nó hiện ngay đầu thì sẽ rất là nhiều người bấm vào và sẽ rất là nhiều người mất email. Mình nói luôn là sẽ không bao giờ tạo được luôn, những cái email đã bị khóa là không bao giờ tạo được. Đây, các bạn có thể thấy email của mình nhá. Này, tạo từ năm ngoái nhá. Đây, nhiều chưa? Last year năm ngoái này, mình test thử một cái chức năng của nó này, của Cloud AI 3 này để xem là tài khoản này vẫn hoạt động bình thường nhé. Đây này. Yêu cầu là nó đọc cái thông tin viết trên cái này, vì viết thuần hành text đây, thấy chưa, tài khoản của mình vẫn dùng hoạt động. Các bạn nhớ nhé, đừng có tin những cái thông tin trôi nổi. Đây là mình lấy ví dụ thôi, mình không công kích hay là nói gì, tức là có thể anh ấy chưa biết, anh ấy thử anh ấy được nhưng mà mọi người thì không được, nên là mọi người thì mất email, email không tạo được nữa. Thì đến với mình lần cuối, vantonly.com. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu như mọi người có cái phản hồi hoặc bình luận gì hãy bình luận bên dưới và mình sẽ trả lời. Đó, ok, cảm ơn.